Video training để đào tạo bằng video này ở bên trong cái membership site của bạn ấy. Bạn có thể lựa ra trong cái membership site của bạn ấy. Cho những cái người mà người ta không thích họ đáp trực tuyến thì người ta đào tạo bằng video, thì tôi cho bạn những cái lựa chọn khác. Tất cả chúng ta đều độc đáo theo cách riêng của mình, đúng không ạ? Nên chúng ta đều muốn dạy người ta theo cách khác nhau, chúng ta muốn học cách khác nhau. Chính vì thế, chúng tôi muốn các bạn đấy có khả năng là đưa ra những cái nội dung của người ta theo những cái cách khác nhau dựa trên cái thị trường của các bạn. Cho nên là video là một trong những cái cách khá là tốt để bạn có thể là có được cái nội dung của mình. Hay là cái này nó cũng là PowerPoint. Đây là cái cách mà tôi tạo ra rất nhiều sản phẩm của mình. Tôi đưa ra đây là gì trên cái slide này là từ trong một những cái trang mà tôi phải trả tiền cho bạn tiếp cận được người với tôi yêu tất cả các bạn. Nếu như bạn không có PowerPoint, bạn dùng Office hoặc là dùng Google Slide cũng được để tạo ra những cái nội dung của riêng bạn. Để tạo ra một cái video Camtasia này, là những cái công cụ trên kia kìa. Đấy, những cái công cụ mà tôi rất là thích để tôi có thể tạo ra những cái video đó. Chính cũng miễn phí này, trả tiền cũng khá là ít thôi, chắc là khoảng 15 đô một năm. Tất cả cái này đều không đắt. Đây là cái microphone. Tôi dùng cái rất là rẻ thôi, chứ khoảng 25 đô thôi, nhưng mà cũng khá là tốt rồi. Cho cái việc là tôi thu âm lại để cái mà tôi thu âm lại webinar để cái headset để bạn, tức là cái đeo tai nghe ấy. You could do webcam style. Bạn muốn làm webcam style, cái quay webcam. Bạn ngồi trước cái camera của bạn xong đấy nói thôi, nói về cái thị trường của bạn. Hay là bây giờ về điện thoại của bạn chẳng hạn, nói về cái thị trường của mình. Nhưng mà cái vấn đề đây là mình phải khiến cái này nó phải đơn giản cho mình thôi, càng đơn giản càng tốt. Đơn giản để tạo ra cái nội dung cho mình. Hay là mình demo luôn, mình sẽ lấy luôn một cái clipboard như thế này này, xong rồi bảng giấy có bút này, sau đấy mình có cái chân máy quay đấy, xong đấy mình tận dậy luôn đấy, xong đấy 30 phút hoặc 1 tiếng để là mình có bắt đầu cái membership site. Có đơn giản không để bạn đủ hiểu không? Bạn có thích không ạ? Rồi.